Những kỷ niệm khi ấy anh vẫn giữ trong tim. Để làm gì em ơi khi em đã buông vòng tay, chỉ làm cho vết thương này thêm ngấn dần. Thì làm sao có thể khâu lại lành đây? Chỉ là em không hiểu, không biết đây thôi. Dần một khi yêu ai đâu dễ gì để quên đi. Cũng bởi do trái tim anh đã nguôi lạnh, nên không còn cảm giác yêu thương một ai. Em đã thay đổi thật rồi phải không? Nên không còn cảm giác yêu thương.